Cái dạ. Đó đó. Ê, xuống chứ nữa. Rồi. Còn con nữa. Kêu kìa. Ngày đó luôn nó phát, Dừng xíu rồi, chờ chút nữa được phát ơi. Chờ chút nữa được. Em chưa thấy nó. Em thấy chỗ bắn rồi đó mà em không thấy nó. Sao? Ủa. Ê, anh... nó còn. Hay nhúc nhích. Nó còn. Nó còn đi có giật bóng chứ phải giật xám. Sáng bay rồi. Nhảy chăng xuống xíu anh Pháp ơi. Ê, xuống. Còn đứng hay vậy đây? Đứng nó còn đứng. Bắn đi. Ê, nó vũ vũ. Vũ lòng. Vũ lòng. Ê cho như vậy, đi đang. Ê, đưa cho Pháp. Có trúng không ta? Vũ lòng luôn kìa. Nó dạng lắm, con này nó dạng rồi. Xuống chứ xíu quá trời. Dữ xíu. Nó sao nó đứng vũ lòng luôn trời? Em thấy nè, đó mà em không dám bắn. Kì. Lập mà coi. Ý, ngay luôn hả? Dư, cầm được xíu mới được. Tao nhìn những đạn đi ngay chăng mà tao nhìn nó biết nè. Lộp ơi. Nhìn nó biết nè. Lộp ơi. Rồi, gãy cánh rồi. Trời ơi. Trời ơi, trời. Bự anh coi không? Bự nữa không? Thôi, gãy cánh thôi. Thôi, thua rồi. Trời chạy quá, nhạc cái dạng dưới chạy. Dạc ra em hay, anh thấy nó bắn. Bắn ngay chăng luôn. Vậy còn cái gì? Gớt xuống em. Gớt xuống. Rồi, hello, xin chào anh em nha. Thì đây là hai mẫu thùng mà của bên anh Đảm mới ra nha anh em. Đây là Adam Lắp nha anh em. Thùng này thùng là thùng mới nha. Có hai lớp nè. Này Út Pháp có size 065 nha anh em. Dưới 0.55 nha. Rồi đây Adam vàng thì mình có đủ size nha anh em. Rồi thì đây là những hình ảnh mình đóng hàng gửi cho anh em nha, rất là cẩn thận nha anh em. Thì hôm nay thì Hùng Pháp sẽ test cái loại hung Adam Black nha anh em, khẩu 12-19-25 nha, bắn 17 nhám nha anh em. Rồi anh em có cần trải nghiệm thung này thì cứ liên hệ số hội góc trái màn hình của Pháp nha. Hùng Pháp sẽ đi chiến mà hung Adam Black này với bài dẹt khủng nha anh em. Thì anh em sẽ theo dõi coi Hùng Pháp sẽ có hẹn được hàng cũng không nha. Let's go nha anh em. Ok. Chiến em ơi. Rồi mình hồi mình bên kia nha anh em. Bay luôn trời.
rồi. Trời trời. Rồi hello anh em nha. Hồi nãy mới vô đây phát bắn đằng kia ở biên con anh em. Mình bắn nó chỗ mấy ông cái mình nghĩ gì á, mình để từ từ mình bội á, cái nó xài ra ngoài đó anh em. Xài ra đó gớt ngoài đó mắt luôn anh em ơi. Ra kiếm không được. Đây con còn đu bông nãy mới bay lại nè anh em. Bay lại mình bắn nó ngay cổ luôn. Con này cũng mới hai lông nha anh em. Ngủ nha. Nãy mình quay một kẹp anh em ơi. Nó quá gần rồi mình đang để cái cam ở dưới á. Mấy anh em mình sẽ chiến dạt ở đây nha anh em. Nãy mới giờ mới vô mưa xui quá anh em ơi. Rồi ok anh em. Mấy anh em mình kiếm dạt nha. Con nhảy rớt đó. Chuột nha anh em. Nhảy xuống anh em. Ơi. Nghe cái đồng không? Máu. Đây chuột anh em. Bắn chuột luôn. Quá cái bự. Em làm được 3 con anh em. Nay dạt trời mưa đó không có ra anh em ơi. Săn chuột luôn nha. Rồi tiếp tục đi. Chạy vô trời ơi nó mất luôn rồi trời ơi bắn trúng cái bọc gì không sao em ơi chạy tiêu luôn rồi con chị gái quá bự luôn rồi mắc anh em ơi trúng bụng đó. Ngay cái đầu. Ngay cái đầu anh em ơi. Béo rồi. Chụp nha anh em. Chúng cái đầu ơi. Sống ra. Ê, ê, chết chết chết. Chúng cái đầu à. Quá hơn. Rớt anh em. Chụp nha. Không có dạt hay mình bắn chuột luôn anh em ơi. Dài quá rồi. Ui, như đã. Chìm nhím luôn rồi nè. Ngay đầu. Xuyên qua nằm chết. Quá, nằm chuột đó. Rồi, tiếp tục nè nè. Ngay cái đầu. Ngay cái đầu. Quéo. Mọi người cũng lòng tịch quá anh em. Chuột nha anh em. Hai viên. Hai viên anh em ơi. Chết không. Rớt dưới quá. Rớt dưới khó lầm anh em. Rớt dưới khó lầm anh em. Ôi 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 ôi. Ôi ôi.
chục chục bắn nó chết nó vậy nè. Rồi để mình kiếm lượm. Ấy là bằng cái gì nhỉ? Trời ơi, trời ơi. Trời trời. Gọi alo anh em nha. Thì giờ thành quả đi săn vẹt mà được mấy con chuột chứ con tu hú nè anh em. Đứa em bờn lụm mấy vẹt mình bắn ở cái này đá số là nó rất là gặm nha anh em. Bắn rớt xuống nhưng mà chạy không kịp là sẽ mất nha. Đây không pháp anh em ơi. Nhìn vẹt hoài nó không về điểm này như nó bể hay gì anh em ơi. Về mình bắn được con ambi à. Rồi xong thấy nhưng mà thấy chuột chạy chạy mình đi đục thục mấy cổ được mấy con chuột luôn kìa anh em. Rồi anh em mấy anh em đi về nha.